Baby ngủ đi ra ngoài với mẹ khóc. Chứ để con đội mũ lên. Khoai. Đây khoai. Này. Đây khoai. Rồi. Cái mang dẹp mẹ hết. Yes. Hay là cái ly lại xuống của cái ly. Giờ mà bị băng xuống. Rồi mang rồi đi mang xuống đi, đi ở đây. Cái ly chơi vài ngày nữa là cái ly lên đường nhập ngũ. Cái ly đi học. Rồi. Chứ là mình đi hái rau, rau nhiều quá rồi. Nó 10 giờ này mới trong này. Đẹp chưa? Mới trong có mấy ngày mà có hóa rồi nè. Đây. Chứ là phải đầu trước. Phải đầu trước thì ăn. Đọc đầu sau. Với hải hành để chiều ăn phở. Này chứ hành đến gì sợ chứ. Cải cũng bắt táo bự. Cái là cải dập. Cái đi chứ cái đi hại cho mẹ đi. Bút cho cái đọc cải thiên lên đấy này. Bút bút. Hại đâu. Mami lên. Yes. Cái gì? Mẹ bớt. Bớt hả? Cái đi hại đầu cho mẹ đấy. Chắc phải lấy kẹo nó cắt đấy. Con da rồi. Con to lâu rồi. Hại hết. Cái này đừng đó nó mập luôn. Đừng đó để mẹ bỏ. Đậu mà nhiều đi đây. Rồi chắc đi bơ lượm được. Cái ly tim con giùm mua nữa không? Con đây này. Cái ly bỏ vô cho mẹ. Bỏ vô cho mẹ. Nhậm giờ. Hái bùi ní chắc phải 10 cây. Nhìn gái mắt chưa, lụng lơ lụng lẳng ở đây. Cái đi bỏ bốn rổ cho mẹ. Đi lượm thêm cho mẹ đi. Đi quả thử con cải mỗi nửa để mẹ cắt. Cắn da quá rồi. Chưa hạ cái đọt nữa hè. Cái đọt nữa này. Là sao tội. Giống như đọc bị của mình đó. Mà bên đi. Họ lấy họ sao tội. Thường đến quá. Ngoài chờ mà mẹ cái đọt nữa. Bạn gần năm. Nắm pháo, à nắm đô một pháo. Mà có cỏ mô, lâu lâu mày cỏ cho vậy. Chỉ mô cỏ mô. Mình này. Cỏ mà mình ăn này. Thư hại vô. Cái cây mà rất xíu vèo luôn. Mami vô ta xe. Xe mô hả? Xe ngoài nữa. Vì đã open the door. Con đi bố à?
con đi vô rồi mẹ mở cửa cho vô. Mẹ đi vô đi. Đi vô lại xe ra đây ngồi chơi. Hải đủ xong gì thôi. Khi muốn ăn hải thêm. Chứ có hải hành này. Hành ơi là hành luôn, hành cái trường nở bóng này, đẹp chưa? Mình hái một cái này. Cái mua to hái. Hái cái. Mấy cái to là đi lại hạt giống. Nên không cắt để mấy cái to lại. Cái nhỏ nhỏ cắt hết. Đây, cắt cái này này. Thôi, hải chân đi thôi, đủ ăn rồi. Chưa lại. Đây. Cái hoa cải. Cái vườn hoa chưa. Cũng nhiều cái rồi. Vì mà có cái vườn đi. Bao ngày mà cũng ra vườn. Là để ăn giá là vì đi đấy. Ngày mà ra cứ tưới cây nhìn. Bơ. Để ăn giá đi. Nặng chỉ thôi là thấy đen rồi. Đây ba nông dân. Đi open the door. Đi mở cửa cho mẹ, má. Đi mở cửa cho mẹ. Giờ mạnh lên. Rồi đẩy ra cho mẹ. Đẩy ra, đẩy cửa ra. Đẩy cửa ra cho mẹ vô. Giờ nặng đấy, má. Rồi cái gì cam mua cho mẹ. Nặng hả? Ú trời vậy. Đi bạn à? Đi bạn. Đi bằng rấu. Đi mất rồi. Được cái chân mi này. Hải chân mi thôi, hải ăn chân mua hải chân này. Đi đây mà quỷ như là chi cứ hải lên. Cứ để đó. Đầu này, thì sao luôn, sao với cái rau này luôn. Cho tỏi ăn không cần sao chi nhiều. Bỏ tỏi vô ba sao thôi, Ly ấy. Tí Ly ăn không? Cái này là cái gì Lý? Hả? Cái này là cái gì con? Bean. Green bean. Snow pea. Eat bean. Cái Lý điểm cho mẹ. Mày bean. Cái Lý ngồi xuống điểm cho mẹ. Mày bean. Rồi. Cái Lý điểm đi. Điểm bỏ ra đây. Cái Lý điểm đi. What? 2 3 4 5 6 7 8 9 Bên đi đây nữa đó. Đến đi. Đó, đến đi. 10 9 11 chứ. 11 12 14
13 đúng rồi, 14 16 còn không? 16 đôi tới chín nữa. 17 còn không? Hết rồi. Ví dụ như mẹ có cái gì nữa là chi? 18 con bỏ qua rồi mẹ. 18, 19 nhé. 20 yeah. 20 pin. Rồi chứ bỏ vốn đổ lại cho mẹ. Con bỏ vốn đổ lại cho mẹ. Đúng rồi. Điểm lại. 2 3 4 5 6 7 8 9 cho chân. Điểm chấp luôn hết rồi. 5 cái gì là chị hè? Cái này là chị hè. Ở trong đây, cái này là cái ly hại ở mô đây. Mẹ hại, mami hại ở mô. Mami hại ngoài nữa hả? À, cái gì màu chi vậy? Cái gì màu chi? Rau màu chi? Green bean. Đúng rồi. Ừ, vô vậy. Chứ mẹ đi nấu cho ly ăn ấy.